Xin chào mọi người. Hồi sáng này Vi có một lời hứa là sẽ hát cho mọi người nghe một bài hát. Nhưng mà do là hôm nay bạn bị cảm, bạn bị mất tiếng đó, nên là sẽ chuyển tiết mục ca hát thành tiết mục ca chuyện đêm khuya. Không biết mọi người đang cũng chưa, nếu mà chưa ngủ thì vào nghe câu chuyện của Vi nhé. Giơ tay lên nè. Hôm nay Vi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện cảm động về tình yêu. Câu chuyện này có tên là Ngôn ngữ của tình yêu. Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô, và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh. Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai, nhưng khi hai người gặp nhau, cô luôn hỏi: anh có yêu em không? Xin chào Hương Nguyễn. Xin chào anh Đặng Hữu Thắng. Dạ em chưa ngủ, em đang kể một câu chuyện tình yêu cho mọi người cùng nghe. Ở đầu em định hát tặng mọi người một bài hát, nhưng mà do hôm nay em bị mất tiếng rồi, hát không nổi nên em sẽ kể chuyện. Chào Minh Đức. Chào Huyền Huyền. Chào Hương Nguyễn nha. Rồi, Vi sẽ kể tiếp câu chuyện tình yêu này nha. Mặc dù cô gái rất là yêu chàng trai, nhưng khi hai người gặp nhau, cô luôn hỏi: anh có yêu em nhiều không? Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn, và áp lực của gia đình khiến hai người bất hòa. Cô thường trút giận lên chàng trai. Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm, anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn cô gái. Xin chào người chung tình nha. Xin chào hàng tỷ nè. Sau một năm, anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn cô gái. Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi. Tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em đồng ý làm vợ anh chứ? Cô gái ưng thuận, và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn, nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau. Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy, cô thấy cha mẹ bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng, nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, cô chỉ biết khóc trong thầm lặng. Xuất viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa,
cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại, nhưng cô không trả lời và chỉ biết khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì xảy ra để có thể sống yên ổn. Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến và cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh nữa. Một năm trôi qua, người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới, cô thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt. Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: một năm qua, anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của đôi chúng ta. Cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em. Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô gái. Và câu chuyện là tới đây đã kết thúc rồi. À, mấy bạn thấy câu chuyện có cảm động không ạ? Đúng là sức mạnh của tình yêu, nó vô cùng lớn lao nếu như hai người yêu nhau thật lòng đó các bạn. Bạn nào chưa ngủ thì vào đây tương tác nói chuyện với mình nha. Các bạn có muốn nghe thêm câu chuyện đó không ạ? Chào chị Hằng Tỷ, bạn Hằng Tỷ, người chung tình. Mình sẽ kể thêm một câu chuyện đi. Nên thường giờ này là các bạn làm gì ha? Mình kể chuyện em quá chắc hồi đã nhiều bạn chắc luôn á. Yên tâm, mình sẽ kể chuyện luôn các bạn ngủ. Thì mình rất là thích cái cảm giác mà có một người nào đó lùi bên tay của mình cho tới khi mình ngủ thiếp đi, cho nên mình cũng sẽ kể chuyện này khuya cho các bạn. Chào Thanh Huyền nha. Có một câu chuyện này dành cho các bạn mà bị thất tình hoặc là đang có trái tim tan vỡ vì tình yêu.
Câu chuyện có tên là Khi người ta không còn yêu. Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ bạn ra ngoài trái tim không thương tiếc. Khi người ta không còn yêu thì mọi lời hứa đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, bạn ơi, đừng níu kéo khi một cuộc tình tan vỡ. Trái tim họ không có sự tồn tại của bạn. Níu kéo chỉ làm cho bạn tổn thương gấp ngàn lần. Hãy mỉm cười mà bước tiếp bạn nhé. Vì cuộc sống còn rất nhiều con đường để ta lựa chọn. Hãy xem lời hứa đó chỉ là cơn gió thoáng qua, mang lại cho bạn hạnh phúc trong cơn thoáng. Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ bạn ra ngoài trái tim không thương tiếc. Nếu như thế thì bạn ơi, đừng tuyệt vọng. Vì thế giới bạn đang sống còn có rất nhiều người yêu thương bạn. Chỉ cần bạn mở rộng trái tim một chút, bạn sẽ thấy tình yêu rộng lớn đến mức nào. Vì vậy, đừng tuyệt vọng mà làm điều dạy dỗ bạn nhé. Thế này còn có rất nhiều thứ bạn cần phải làm. Tình yêu với con người ta không phải là tất cả. Khi người ta không còn yêu thì ai ơi xin đừng níu kéo, sẽ bị đau đấy. Người ta sẽ tìm rất nhiều lý do để ngụy biện rằng chúng ta không hợp nhau hay gia đình không cho phép. Thật chất là tim họ đã không còn chỗ đứng dành cho bạn, mà thực sự thay thế bằng một người mới. Có thể họ nghĩ rằng người đó hơn bạn và hợp với họ hơn bạn. Vì vậy đừng níu kéo, đừng tự lấy kim đâm vào tay rồi bạn sẽ là người trực tiếp lau dọn vô tội kia, chứ không phải ai khác. Chào anh Đức. Vì vậy hãy mở lối thoát cho riêng mình bạn nhé. Vì thất bại trong tình yêu không phải là điểm vô cực trong cuộc sống. Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay nhớ đến bạn dù chỉ một lần. Một người thật sự yêu bạn, họ sẽ biết cách phải làm gì cho người họ yêu. Họ sẽ quan tâm bạn từng giờ, từng phút, từng giây, không muốn xa rời bạn. Họ biết rằng tất cả các tim họ đều được vị trí duy nhất. Họ chẳng bao giờ muốn mất bạn hay bỏ rơi bạn. Nhưng nếu như bạn không nhận được sự yêu thương này, thì có nghĩa là bạn đã không còn chỗ đứng trong tim họ. Nếu như vậy thì đừng buồn bạn nhé. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ tìm được người yêu bạn hơn người đó rất nhiều. Hãy tin rằng trong cuộc sống, tình yêu không có điểm dừng. Nó sẽ được thay thế bằng một tình yêu mới. Vì vậy, đừng tạo nỗi đau khi người ta không còn thương bạn nữa. Chào Nguyên Nguyên. Khi người ta không còn yêu thì họ cố tình né tránh bạn. Vì vậy đừng làm phiền họ. Họ sẽ thấy bạn rất đáng ghét, vì trong lòng họ bạn không phải là người họ đã từng yêu. Bạn chỉ là một cái cây gai vô tình mà họ đạp và muốn nhổ cho khuất mắt. Nếu như vậy thì bạn ơi, hãy giữ sự tự tôn cho riêng mình. Hãy chứng minh cho họ biết rằng bạn thật sự hạnh phúc khi thoát khỏi một người đã từng phủ bạn. Và hãy chứng minh cho họ biết rằng thế giới mà họ đang sống, họ không phải tất cả những gì mà bạn cần trong cuộc sống này. Khi người ta không còn yêu thì khi ở bạn, họ sẽ thấy rất nhạt nhòa. Nếu điều này xảy ra, tốt nhất bạn nên tự mở lối thoát cho mình. Đừng làm cho cả hai đều bị tổn thương. Hãy cho lối đi riêng, vì không thể gắn bó với một người khi ở bên bạn trái tim họ không còn cảm nhận. Khi người ta không còn yêu thì đừng nên hỏi lý do tại sao. Vì khi một người muốn chia tay bạn thì họ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được đau mà bạn đang trải qua. Chỉ biết suy nghĩ riêng mình. Nếu họ còn yêu bạn thì chẳng bao giờ họ muốn lời đến tay. Vì vậy hãy là bạn đi bạn nhé. Những câu hỏi khi người ta không còn yêu, đừng dại dột mà làm
bản thân, tạc xóa từng ký ức về họ, những nỗi buồn cũng như niềm vui. Đừng nhung nhớ nữa, vì bạn sẽ đau đấy. Tại sao phải nhớ một người khi nhung nhớ mình? Đừng nghĩ cho người ta nữa, mà bản thân mình. Vì vậy, đừng nhớ khi họ không còn yêu mình nữa. Nỗi đau bạn nhé, thời gian chữa bệnh, chữa lành mọi thương. Vết sẹo còn một bạn thì hãy xem đó là bài học điện trong tình yêu. Việc không ai có thành mà không có nỗi đau. Vậy ơi, khi người ta không còn yêu thì hãy dành cho bản thân, hãy thương bản thân nhiều hơn một chút, hãy yêu nhiều hơn một chút, hãy nâng cao nhiều hơn một chút. Biết vượt qua tất cả các khó khăn, dễ nhất cuộc sống một cách nghĩa, cũng đừng xui bản thân mạnh mẽ qua nhau, giúp bạn thành công. Đó là bài kinh nghiệm chặng đường phía trước. Việc sống này có nhiều con đường, sự lựa chọn sẽ đón chờ bạn ở phía trước. Kết thúc của câu chuyện khi người ta không còn yêu. Đúng là rất là lý để một người không đó cách vượt qua nỗi đau khổ. Thì đó là càng ngày mạnh hơn. Có thể là nó rất là đau, nhưng đó thì thời gian để xóa nhòa mọi thứ. Và chủ yếu là chỉ có bản thân mình thôi. Chị Tiên nha. Còn đáng hàng nè, đáng mỹ phẩm nè, thời trang nè, hát ra thì bạn Vy còn biết giải đáp tâm lý tình cảm của tất cả các bạn. Các bạn có hỏi gì thì cứ gửi vào inbox là Zalo qua số điện thoại là 096 thì nó sẵn sàng vâng cho các các bạn đừng nhắc như là subscribe, like, để dẫn nhắc quay cho các bạn bất kể để ai cho các bạn nên để lại hoặc là inbox để lại số điện thoại ở tại bộ chi cô đến đây này đến đây là kết thúc. Chúc các bạn đêm ngon nhé. Chúc các bạn đây xin chào.